Tiếp theo là thầy sẽ giải câu 31. Câu 31 thì nó đơn giản thôi. Câu 31 này thì hàm số xác định khi và chỉ khi x khác 2 thôi. X khác 2, chọn án C. Câu 32 thì cái đồ thị của hàm số như hình vẽ bên đây, dưới đây này. Số điểm cực trị của hàm số đã cho thì nó có hai điểm cực trị thôi. Hôm nay chọn D. Thì mấy câu này rất là đơn giản, câu này rất là dễ. Thì tìm m để đồ thị hàm số y bằng fx chia m các trục vành tại 4 điểm phân biệt. Câu 33. Thì nó có là phương trình vành độ giao điểm với trục phương trình vành độ giao điểm trục vành tức là fx trừ m bằng 0. Thì cái phương trình này tương đương là fx bằng bằng m. Thì để cái phương trình số 2 này nó có bốn nghiệm. Phương trình số 2. Phương trình số 2 có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi là m nó lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2, đúng không? Vậy thì mình chọn đáp án D. Đáp án D. Câu 34. Câu 34 thì nó cũng không khó lắm. Câu 34 thì khi mình vẽ hình ra gì này, mình sử dụng cái tỷ số thể tích là nó ra. S, A, B, C. Cái này là xin lỗi, cái này là B, B phẩy làm đây. Còn C phẩy làm đây. Đấy. Thì nó hỏi là cái hình chớp. Khi tỷ số thể tích của khối chớp khối tứ diện S A B phẩy C phẩy và khối tứ diện S A B C. Ủa, cái này không phải là S mà này là A B C C D. Hình vẽ là tôi nhầm. Thì ta có là thể tích của A B phẩy C phẩy D chia thể tích của A B C D thì bằng là A B phẩy chia A B nhân cho A C phẩy chia A C. Nhưng mà cái thằng này do lại B phẩy là trung điểm của A B cho nên là A B phẩy bằng 1 phần 2 A B, cái này bằng 1 phần 2, cái này bằng cũng bằng 1 phần 2 luôn, nhân là 1 phần 4. Thì đáp án mình chọn đáp án B. Chọn B ha. Cái câu này chọn B. Câu 36, câu 35. Câu 35. Thì hàm số xác định trên R khi và chỉ khi 5 M sin x trừ cho M cộng 1 cos x lớn hơn bằng 0 của mọi x thuộc R. Điều này tương đương là M sin x cộng cho M cộng 1 cos x nhỏ hơn bằng 5 của mọi x thuộc R. Được chưa? Nhưng mà cái điều này nó xảy ra khi nào? Khi M bình phương cộng cho M cộng 1 tất cả bình phương bé hơn bằng 25. Bé hơn bằng 25. Thì cái này mình khai triển ra thì nó là 2m bình phương cộng 2m trừ 24 bé bằng 0. Rồi bây giờ mình giải cái bắt phương trình này ra. Giải cái bắt phương trình này ra. Mod alpha A 4 tức là m lớn hơn trừ 4 bé hơn bằng 3. M lớn hơn bằng trừ 4 bé hơn bằng 3. Nhưng mà m thuộc số nguyên. M thuộc số nguyên thì suy ra m bằng trừ 4 trừ 3 trừ 2 trừ 1 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì có 8 giá trị. Giá trị mà. Có 8 giá trị. Vậy mình chọn C. Chọn C có 8 giá trị mà. Rồi bây giờ mình sang câu 60, câu 36. Câu 36 thì nó nói là số giá trị nguyên của M để phương trình này có hai, có nghiệm thôi ha, có nghiệm. Thì ở đây mình sẽ đặt đặt T bằng 3 mũ x thì phương trình trở thành gì? Phương trình này mình gọi là phương trình 2 đây. À, phương trình này mình gọi phương trình 2. Thì phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình 2 nó phải có hai nghiệm, nó phải có nghiệm dương. Có nghiệm dương. Bây giờ mình xét trường hợp thứ nhất. Nếu m bằng 1. M bằng 1 thì cái phương trình 2 nó sẽ trở thành gì? Phương trình 2 nó trở thành gì? Nếu mà m bằng 1 thì chỗ này bằng 0. Thì lúc này là 1 trừ 3 và trừ 2 vậy là trừ 4t cộng 4 bằng 0 tương đương là t bằng 1. T bằng 1 ha. Thỏ. Nó có nghiệm dương là thỏ, cái tê dương là thỏ. Nếu m khác 1, mình đã xét cái trường hợp này. Xét các cái trường hợp sau đây. Trường hợp mà phương trình 2 có hai nghiệm trái dấu. Có hai nghiệm trái dấu. Tức là tương đương là hai nghiệm trái dấu thì m trừ 1 nhân cho m cộng 3 nó bé hơn 0. Bé hơn 0 thì tương đương là m phải lớn hơn trừ 3 nhỏ hơn 1. Đó. À, trường hợp 1. Trường hợp 2 là phương trình 2 này nó có một nghiệm bằng 0 và một nghiệm dương. Thì mình sẽ suy ra nếu mà nó có nghiệm 0 thì mình thế t bằng 0 vô thì mình suy ra là m bằng trừ 3. Mà m bằng trừ 3 thì suy ra là cái trừ 3 trừ 1 là trừ 4. Trừ 4t bình. Trừ 3 trừ 3 là trừ 6 trừ 12. Hay nó ra là t bằng 0 với là t bằng trừ 3. Cái này lỗi. Trường hợp này lỗi. Trường hợp này không có m. Trường hợp thứ 3 là phương trình 2 nó có hai nghiệm dương phân biệt. Hai nghiệm dương phân biệt. Hai nghiệm dương phân biệt thì nó sẽ tương đương là cái delta nó bằng m trừ 3 phương trừ. Cái này nó phải lớn hơn 0. Và đồng thời cái hệ số trừ b chia a tức là trừ 2 lần của m trừ 3 chia m cộng 1 cái này phải dương. Đồng thời cái hệ số c chia a tức là m cộng 3 chia m cộng 1 cái này nó cũng phải dương. Thì mình giải cái này ra thì cái này nó ra trừ trừ 8m cộng 12 cái lớn hơn 0. Ở dưới này thì tương đương cái này nhỏ hơn 0 tức là m lớn hơn 1 nhỏ hơn 3. Rồi trường hợp dưới đây là m bé hơn trừ 3 hoặc m lớn hơn 1.
Rồi mình giải ra thì tiếp tục là cái gì? Này là m bé hơn 3 phần 2. Rồi m lớn hơn 1, nhỏ hơn 3. Kết hợp lại thì m lớn hơn 1, nhỏ hơn 3 phần 2. Vậy thì vậy cái phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi mình thấy m lớn hơn trừ 3 đến nhỏ hơn 1. Mà ở đây m m bằng 1 là nhận rồi. Vậy thì m từ trừ 3 đến 1 rồi đến 3 phần 2. Bao hàm số 1 trong đây luôn. Thấy không? Nhưng mà m thuộc câu 36 là m thuộc số nguyên. Nếu mà m thuộc số nguyên rồi thì suy ra là m bằng trừ 2, trừ 1, 0, 1. Thì suy ra là có 4 giá trị m. Có 4 giá trị m, đáp án của mình là câu D. Chọn D. Đó là câu 36 ha, nó hơi phức tạp đấy. Bây giờ thì nói về câu 37. Câu 37. Câu 37 thì nó đơn giản hơn. Hình chớp này có đáy. Cho hình chớp có đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông. Rồi, ớt A vuông với đáy. Đáy là hình vuông đúng không? Đó. Câu 37. Như vậy thì nó hỏi cái mệnh đề sau đây đây là đúng. Bởi vì em thấy cái BC, BC là nó vuông góc với BA. Rồi BC này nó cũng vuông với SA nữa, tại vì SA vuông góc với đáy cho nên là ta có là BC vuông góc với là AB nè. BC BC vuông góc với SA. Cái này là do SA vuông góc với đáy. À, vậy thì suy ra là BC vuông với SAB. Thì đáp án là B, chọn B. À, chọn B. Đó là câu 37. Tiếp theo là mình nói về câu 38. Cho tam giác ABC vuông cân. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Và BC thì bằng A. À, trên đường thẳng mà nó trên đường thẳng qua A và vuông góc với mặt phẳng ABC thì mình lấy cái điểm S. Điểm S này. Sao cho SA bằng A căn 6 chia 2. Và nó yêu cầu tính góc giữa SC. Cái câu này cũng không khó nha. Góc giữa SC và cái mặt phẳng ABC. Thì cái tam giác ABC vuông cân tại A. Vuông cân tại A nên là suy ra là cái BC nó sẽ bằng xin lỗi cái AC, BC nó sẽ bằng AC nhân căn 2. Vậy AC nó sẽ bằng AC nó sẽ bằng A chia căn 2. A chia căn 2. Vì vì AC là hình chiếu của SC
lên mặt phẳng ABC nên góc giữa SC và ABC là góc SCA. Và ta có tăng của SCA do cái tam giác SAC là tam giác vuông vuông tại A, đúng không? Cho nên là tăng của SCA, tức là tăng của góc C này, nó sẽ bằng SA chia cho AC, tức là bằng A căn 6 chia 2, rồi chia cho A căn 2 chia 2, tức là bằng căn 3. À, căn 3, vậy thì suy ra cái góc SCA này bằng 60 độ. 60 độ. À, vậy đáp án của mình là góc 60 độ. Góc C. Đó là câu 38. À, câu 39. Câu 39 nè. 39 thì các em lưu ý là F1 thì bằng E mũ 3 phần 2, đúng không? Còn F2 đó chính bằng E mũ 7 phần 6. Dân dân đến F của 2019 thì nó bằng E mũ 2020. 2019 nhân 2020 cộng 1 chia 2020. 2019 nhân 2020. Tại sao mình biết như vậy? Thì ở đây là em cứ bấm cái biểu thức này nè. Bấm cái căn bậc 2 nè. 1 cộng 1 phần x bình cộng 1 phần x cộng 1 bình. Rồi em khôn. Nếu em khôn số 1 thì nó ra 3 phần 2. Mà khôn số 2 thì nó ra 7 phần 6. Mà khôn số 3 thì nó ra là 13 phần 12. Thì em dưới đây là 12 thì bằng 4 nhân 3, đúng không? 12 thì bằng 4 nhân 3. Còn cái này là 4 nhân 3 cộng 1. Em khôn số 4 thì nó ra 20 này. Vậy thì cái này là 4 nhân 5. 4 nhân 5. Vậy thì tóm lại là mình sẽ có là F1 nhân cho F2 nhân chấm 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 nhân cho F của 2019 thì nó sẽ bằng E mũ số mũ nó cộng lại 3 phần 2 cộng cho 7 phần 6 cộng chấm 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 cộng tới 2019 nhân 2020. Thì nó sẽ bằng E mũ M chia N. Như vậy thì mình sẽ suy ra được là M chia N nó sẽ bằng, cái này nó sẽ bằng 13 phần 12 cộng chấm 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 cộng. Nhưng mà mỗi cái phân số này thì nó bằng 1 cộng 1 phần 2, đúng không? Cộng 1 cộng 7 phần 6 cộng 1 cộng 1 phần 12 cộng chấm 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 rồi cộng cho 1 cộng cho 1 phần. Nhưng mà từ ở đây mỗi số thì nó đều có số 1 hết, mà từ đây đến đây là nó có 2019 số hạng, đúng không? 2019 số hạng, như vậy thì nó sẽ bằng 2019 cộng cho 1 phần 2 cộng cho 1. Cái này là 1 á. 1 phần 2 nhân 3 rồi 1 phần 3 nhân 4 cộng chấm 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 cộng 1 phần 2019 nhân 2020. Đó. Cái này mình tách ra thì 1 phần 2 nhân 3 thì bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3, rồi cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Rồi cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5. Cái số tiếp theo đó
Rồi cái số tiếp theo này là 1 phần 2018 trừ cho 1 phần 2019 cộng cho 1 phần 2019 trừ 1 à 1 phần 2020. Thì mình thấy là những cái số này thì số phía trước này nó số phía, với số phía sau là nó triệt tiêu với nhau. Triệt tiêu nha, triệt tiêu tới đây. Không? Vậy thì cái này nó sẽ bằng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 là 1 cộng là 1 2020 20 cộng cho 1 trừ cho 1 phần 2020. Như vậy thì nếu mà cái này mình quy đồng mẫu lên đó thì nó sẽ bằng 2020 thì suy ra là M của mình nó sẽ bằng 2020 nè trừ 1, còn N thì nó bằng 2020. Vậy thì suy ra M trừ cho N bình phương nó sẽ bằng 2020 bình phương trừ 1 trừ 2020 bình phương thì nó bằng trừ 1. Thì đáp án của mình là cái này bằng trừ 1 nè. Trừ 1. M trừ N bình phương trừ 1, chọn đáp án D.